Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với phần tiếp theo của những tình huống giao thông mà chúng ta hay gặp khi lưu thông ở trên đường. Chúng ta cùng nhau đến với tình huống đầu tiên. Quý vị, cô bác, anh chị chúng ta hãy chú ý vào chiếc xe tải này. Lúc này chiếc xe tải đang lùi lại. Ui, dường như đã có một chuyện gì đó xảy ra. Ui, cũng còn khá may mắn khi ở phía sau, chị gái đi xe gắn máy đã phản ứng kịp và nhảy ra khỏi xe, do đó không có một tình huống tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tình huống diễn ra ngay tại ngã tư vào ngày 18 tháng 7 2024. Đây là một tình huống cả hai chiếc xe không ông nào chịu nhường ông nào, và tất nhiên ở trong tình huống này đã có tai nạn xảy ra. Hai chiếc xe ngay sau đó đã tông vào nhau ngay tại ngã tư. Ui, có một chiếc xe tải đang bị chao đảo. Ui, chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe tải đây? Chúng ta cứ ngỡ rằng là chiếc xe tải sẽ lật nhào xuống đường, nhưng không, ngay sau đó chúng ta đã thở phào nhẹ nhõm khi tài xế vẫn bình tĩnh và xử lý thành công. Ui, chuyện gì đây? Ui, dừng lại kịp rồi. Chúng ta cùng nhau xem chạm lại tình huống này. Một tình huống mà người đi xe gắn máy tự nhiên ngã nhau xuống đường. May mắn là chiếc xe có lắp camera hành trình đang lưu thông đến đã dừng lại kịp. Khi lưu thông ở trên đường, khi đi ra đường, kỹ một chút thì nó đỡ một chút bà con, cô bác, anh chị chúng ta ơi. Xin đây. Sự việc xảy ra vào ngày 10 tây tháng 7 2024. Sẽ là một tình huống như thế nào đây? Ôi, chiếc xe có lắp camera hành trình sau khi né tránh một vật cản ở phía trước. Một vật cản từ một chiếc xe tải. Chiếc xe tải biển đỏ. Thì chiếc xe có lắp camera hành trình đã va chạm với chiếc xe ô tô màu cam ở phía bên cạnh. Một tình huống cực kỳ đáng đổi cho tài xế trên xe có lắp camera hành trình. Các bạn hãy chú ý vào hai người đi xe gắn máy này, và chú ý luôn vào chiếc bán tải ở phía trước. Hai người đi xe gắn máy bắt đầu lưu thông lên, và chiếc bán tải rẽ qua, và tất nhiên đã có va chạm xảy ra rồi. May mắn chỉ là một tình huống va chạm nhẹ mà thôi. Sự việc xảy ra vào ngày 21 tháng 6 2024. Chúng ta cùng nhau xem lại tình huống này một lần nữa. Xin đây. Sự việc xảy ra vào ngày 19 tháng 6 2024. Có một chiếc ô tô màu đen đang đi ngược chiều. Và lúc này chiếc xe ô tô màu đen đang từ từ lùi lại. Và ở bên phía tay phải màn ảnh các bạn đang xem, có một chiếc ô tô màu đỏ đang lưu thông. Và chiếc xe ô tô màu đỏ này đã phối hợp một cách nhịp nhàng với tài xế trên xe có lắp camera hành trình để cho chiếc ô tô màu đen này lùi lại. Chứ có nhiều ông ngộ lắm, có nhiều ông không có chịu lùi đâu. Gặp những cái tình huống như thế này, có nhiều ông sẽ lách sang cái làn đường bên cạnh á để tiếp tục đi ngược chiều. Và chắc có lẽ tài xế trên chiếc ô tô màu đỏ cũng nhận ra điều đó, do đó đã phối hợp một cách cực kỳ ăn ý với tài xế trên xe có lắp camera hành trình. Và cái kết là chiếc xe ô tô màu đen phải quay đầu và không đi ngược chiều. Chị đây, các bạn hãy chú ý vào chiếc xe ô tô màu đỏ này và chú ý luôn cho mình chiếc xe ben ở bên cạnh. Chúng ta cùng nhau theo dõi, cùng nhau nhận định, phân tích xem coi ở trong tình huống này là ai đúng, ai sai đây. Rồi, xong. Sự việc xảy ra vào ngày 2 tháng 7, 2024. Chiếc xe ô tô màu đỏ có lẽ đã bị chạy sức nhẹ sau tình huống va chạm vừa rồi. Chúng ta cùng nhau xem kỹ lại tình huống này một lần nữa và cùng nhau phân tích tình huống này. Dường như là chiếc xe ben đã lấn sang phần đường của chiếc ô tô màu đỏ một chút, do đó mới xảy ra một tình huống va chạm như thế này. Sao lại vượt ẩu và đi ngược chiều như thế này? Coi chừng! Mèn đét ơi! Chạy cái kiểu gì vậy ta? Sợ thiệt mấy ông ơi! Tốt một hồi hộp cho bộ! Chị đây, các bạn hãy chú ý vào chiếc ô tô này. Cửa này đang lấn làn và đè lên vạch đôi vàng liền để vượt ẩu, để đi ngược chiều. Chính là chiếc ô tô này.
có một người đàn ông nhận thấy là có chiếc xe camera trên đang lưu thông đến. Thay vì người đàn ông này dắt xe vào bên trong lề để nhường đường, nhưng không, người đàn ông tỏ ra một thái độ vô cùng thờ ơ. Người đàn ông đang có một thái độ là bất cần đời. Có một người đi xe gắn máy đang đi ngược chiều ở trên cao tốc. Có một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận rằng, thông thường những cái tình huống đi vào cao tốc như thế này, thay vì đi vào làn đường có tốc độ chậm, thì những người đi ngược chiều ở trong cao tốc lại chọn làn đường có tốc độ cao để đi. Chị đây, sự việc xảy ra vào ngày 13 tại tháng 7 2024, lúc này có hai người đi xe gắn máy vượt lên và tát đầu chiếc xe có lắp camera hành trình qua. Tất nhiên va chạm đã xảy ra. Một tình huống mà chúng ta có thể thấy là một pha vượt lên cực kỳ bất cẩn và ẩu tả của hai người đi xe gắn máy, do đó mới có một tình huống va chạm xảy ra. Tình huống xảy ra ngay tại khu vực dừng chờ đèn đỏ. Sự việc xảy ra vào ngày 14 tháng 7 2024. Bà con, cô bác, anh chị hãy chú ý vào chiếc ô tô màu đen này. Không biết có lẽ là do mặt đường trơn trượt hay là do chiếc xe ô tô màu đen này bị bể lớp mà chiếc xe ô tô màu đen này đang lưu thông thì tự nhiên trao đảo. Đây, ui. Nhưng mà tài xế vẫn kịp thời xử lý được. Một tình huống diễn ra ngay tại ngã tư. Chị đây, một chiếc ô tô màu trắng đang lưu thông đến và từ trong đường nhánh là có hai người đi xe gắn máy và cả hai va chạm với nhau. Trời, ai đúng ai sai đây? Một tình huống va chạm nhẹ thôi, không đáng kể, và tất cả những người điều khiển phương tiện toàn là phụ nữ đấy. Thôi thì làm hòa với nhau đi, mọi người đều bình an là vui rồi. Chị đây, sự việc xảy ra vào ngày 21 tháng 7 2024, các bạn hãy chú ý vào chiếc xe tải này. Đây là một tình huống cực kỳ oái âm. Đang lưu thông một cách bình thường như thế thì hai bánh xe tự nhiên rơi ra cùng lúc luôn, thưa quý vị, bà con, cô bác, anh chị đấy. May mắn ở đây là chiếc xe tải lưu thông với một tốc độ cực kỳ chậm đó nghe. Nếu như lưu thông với tốc độ nhanh một chút thì rất khó để có thể xử lý được tình huống này. Có một chiếc xe khách, mặc dù là thanh trắng tàu đang từ từ hạ xuống, nhưng mà chiếc xe khách này vẫn quyết định đi qua đường ray. Đó là một chiếc xe chở hành khách đi đám cưới, không biết phải nói như thế nào luôn. Mà công nhận thanh trắng này cũng chắc chắn thiệt, không có bị rẫy. Chị đây, cùng nhau để xem. Ui, đến ngày khúc cua rồi. Ui, vượt nói đuôi luôn à. Hai chiếc xe cùng nhau vượt cùng lúc, vượt nói đuôi luôn. Sợ mấy ông thiệt, vượt cái chỗ khúc cua thì kinh rồi. Gì đây? Hồi hộp quá đi. Đây, ở giữa đang là vạch vàng liền. Và quy định đối với lò vạch này là chúng ta không được phép đè lên vạch. Nhưng mà chiếc xe khách này lại quyết định đè lên vạch để đi ngược chiều. Không còn từ ngữ nào, không còn lời lẽ nào để nói về cách chạy xe như thế này. Phải nói như thế nào về tình huống này đây? Theo như chia sẻ thì lúc đầu chiếc xe ô tô màu trắng này đi một trong hai làn đường ở phía bên trong cùng. Nhưng đến cái đoạn đèn xanh đèn đỏ này thì chiếc xe ô tô màu trắng này bắt đầu chen ngang và chuẩn bị di chuyển sang cái làn đường ở bên phía tay trái, tức là cái làn đường ngoài cùng, cái làn đường được phép rẽ trái. Đấy, một tình huống mà gây ra một cái sự khó chịu và một cái sự ức chế cho các tài xế nếu như rơi vào những cái trường hợp như thế này. Đây, lúc này ông này mới đi sang cái làn đường được phép đi thẳng và rẽ trái. Thì đây, sự việc xảy ra vào ngày 9 tháng 7 2024. Ui, ở phía trước là có một chiếc xe cảnh sát giao thông, sao lại chặn ngược chiều như thế này?
có hai người đi xe gắn máy đang đi ngược chiều. Đây chính là hai người đi xe gắn máy này. Tại sao lại đi vào được cao tốc hay vậy ta? Đừng có bảo là đi nhầm đường nha. Lắp cái đèn coi kìa, thấy cưng không? Lắp cái đèn cái gì mà sáng, sáng hết cỡ, sáng hết công suất luôn. Những cái phương tiện ở phía trước mà lắp đèn sáng như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của các bác tài, các tài xế đang lưu thông ở phía sau. Đây là một vấn nạn có thể nói là cực kỳ nhức nhối, đó chính là có nhiều xe đang đi vào làn đường khẩn cấp. Không phải chỉ một hai chiếc đâu, mà nhiều lắm, quá nhiều luôn. Và cái tình trạng đi qua làn đường khẩn cấp như thế này ngày càng có dấu hiệu tăng lên chứ không hề giảm đi. Hy vọng rằng thông qua những cái tình huống giao thông này sẽ thật sự giúp ích cho tất cả bà con, cô bác, anh chị, đặc biệt là các tài xế của chúng ta. Khi lưu thông ở trên đường, khi lái xe sẽ tập trung một cách cao độ và cảnh giác hơn để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu như trong clip này có điều gì sai sót, mong tất cả bà con, quý cô bác, anh chị thông cảm bỏ qua và góp ý thêm. Xin chào và hẹn gặp lại bà con, quý cô bác, anh chị trong những cái tình huống tiếp theo. Bye bye.